Dương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Và phần diễn đọc Dương Vũ. Hà Bửu Châu lúc này nói: "Vậy nhị đệ cứ nói đi, rồi chúng ta hành động." Giang Nhã Trúc chỉ nơi phía núi xa xa rồi nói: "Vì đã có lần Ngưu đệ cùng với Lý Tiểu Loan vào đây rồi, thành thử đệ nhận xét rằng muốn đột kích vào cơ sở của chúng không gì hơn là vào địa thế mà chúng thờ ơ, không đặt nặng vấn đề canh gác, như thế thì mới có lợi cho chúng ta." Hà Thế Ngọc lại hỏi ngay: "Nhưng vào nơi nào mà biết chúng thờ ơ canh gác?" Nhã Trúc mỉm cười và đáp: "Nơi này chỉ có phía hậu điện là chúng canh gác thờ ơ thôi." Từ Bửu Châu nhíu mày hỏi: "Tại sao vậy?" Giang Nhã Trúc liền nói tiếp: "Vì nơi ấy là hậu điện, được địa thế thiên nhiên ưu đãi, phòng ngự một cách hữu hiệu. Sườn núi vách đá dựng đứng không dễ gì có mấy tay khinh công giỏi mà qua được nơi đó, nên chúng không phòng bị." Hà Thế Ngọc cười nói: "Thế theo nhị huynh thì chúng ta đột kích bằng hậu điện sao?" "Đúng vậy." Từ Bửu Châu nghe Giang Nhã Trúc trả lời cho Hà Thế Ngọc nên chàng cũng góp ý: "Theo nhị đệ, hậu điện là sườn núi đá dựng đứng, chúng ta lên bằng cách nào, có khó khăn lắm không?" Giang Nhã Trúc trả lời: "Chúng ta phải tới đó xem xét rồi mới biết cách." Từ Bửu Châu gật đầu nói: "Được rồi, Giang đệ hãy dẫn đường đi." Giang Nhã Trúc liền nhúng người lao đi về phía sau của cứ địa Lạc Hồn Động. Cả ba như một bóng chớp, dung dút dựa theo bóng tối cây rừng mà ẩn mình tiến tới. Chỉ thoáng chốc thì họ đã vượt khỏi ngọn đồi thoai thoải và rẽ về mé trái của ngọn núi. Phía trước, ba ngọn núi cao ở phía sau, vượt thêm một đoạn đường nữa thì cây cối bỗng thưa dần, và ở phía trước bỗng hiện ra một vách núi đá sừng sững cao vút, thật là hiểm nghèo của ngọn núi phía trước mặt. Hà Thế Ngọc liền nói: "Đây hẳn là hậu viện của Lạc Hồn Động." Giang Nhã Trúc vừa gật đầu vừa đáp: "Đúng vậy, chỉ có lối duy nhất lối này là xâm nhập vào Lạc Hồn Động mà không gây náo động mà thôi." Từ Bửu Châu băng mình tới vách đá, quan sát thật kỹ lưỡng rồi nói: "Vách đá dựng thẳng, không có một cành cây ngọn cỏ mọc ra, mà lại toàn là rong rêu bám đầy, như vậy phải hết sức trơn trượt, việc vượt lên cũng hơi gai gò đó." Giang Nhã Trúc liền nói: "Ngưu đệ có cách." Từ Bố Châu hỏi ngay: "Cách nào, đệ nói thử xem." Giang Nhã Trúc liền lấy trong người ra một bó tiểu phi đao nho nhỏ dài độ một gan rồi nói: "Từ đây lên đến đỉnh vách núi này cao có hơn 50-60 trượng. Ngưu đệ định sử dụng những tiểu phi đao này làm điểm tựa để chúng ta vượt lên." Từ Bố Châu gật đầu nhẹ nhẹ đáp: "Có thể được, nhưng ghim được những tiểu phi đao này vào vách núi thì đâu phải chuyện dễ." Giang Nhã Trúc liền tiếp: "Việc này Ngưu đệ có thể làm được." Hà Thế Ngọc vỗ tay rồi nói: "À, thế thì hay lắm. Nhị huynh hãy trổ tài cho xem giấy nào. Vì nghe nói lục trúc bài của nhị huynh lắm võ công kỳ bí, thì bây giờ hãy thi thố ra xem." Giang Nhã Trúc lườm Hà Thế Ngọc và nói: "Lý ra phải để tam đệ sử dụng phá thiên chưởng, sức lực dời non để sang bằng ngọn núi này, rồi hãy vào Lạc Hồn Động. Xong chỉ sợ kinh động làm cho tam đệ khỏi nhọc sức vậy mà không biết ơn, còn chế nhạo Ngu huynh nữa sao?" Từ Bố Châu biết tính của Hà Thế Ngọc, anh chàng tiểu cuồng này nếu không ngăn lại thì chàng ta còn lắm lời làm khó Giang Nhã Trúc, nên chàng liền chặn ngang: "Bây giờ chúng ta phải hành động thật gấp chứ không còn kịp nữa." Rồi chàng quay sang Giang Nhã Trúc nói: "Giang nhị đệ hãy hành động đi." Giang Nhã Trúc vừa gật đầu vừa nói: "Ngưu đệ lên trước, đại huynh và tam đệ tiếp theo sau." Chàng vừa nói vừa bước tới, lựa thế rồi hít một hơi dài, nạp khí vào đan điền, đồng thời bàn tay vung mạnh. Một loạt tiểu phi đao bay đi ghim chặt vào vách đá dựng,
như những bậc thang, song mỗi cái cách nhau xa, vừa đủ để cho chàng ta nhảy từ cái này tới cái khác. Loạt tử phi đao vừa thoát ra thì chàng liền nói, chúng ta lên. Cùng với câu nói, thân hình của chàng nhẹ như chiếc lá khô, vút lên, nhẹ điểm vào cán tiểu phi đao để làm điểm tựa, rồi nhảy tiếp lên cán tiểu phi đao ghim lút vào vách đá kế tiếp. Cứ như vậy chàng thoát lên, và khi gần hết lớp phi đao ở trên, tức thì Giang Nhã Trúc liền dẫn công phóng loạt tiểu phi đao khác tiếp theo. Nhưng số tiểu phi đao ít đi so với lần đầu tiên, lúc còn ở dưới mặt đất. Vừa phóng tiểu phi đao ghim vào núi đá dựng, vừa nhân người nhảy vút lên, chàng thi triển một tuyệt đỉnh công phu đã học tập được trong lục trúc bài, mà giờ đây chàng sử dụng thật là hữu hiệu, đẹp mắt vô cùng và cũng vô cùng kỳ ảo. Khi Giang Nhã Trúc lên được lưng chừng vách đá dựng, thì từ Bửu Châu quay sang Hà Thế Ngọc nói, Tam đệ, chúng ta lên đi. Hà Thế Ngọc không đợi nói thêm lời nào liền gật đầu nói, Ngô đệ xin lên trước. Dứt lời, thân hình chàng như chiếc pháo thăng thiên vút lên đáp nhẹ vào cán tiểu phi đao, làm điểm tựa và cứ như thế vút lên một cách dễ dàng. Từ Bửu Châu quan sát chung quanh một lần nữa, và khi thân hình Hà Thế Ngọc đã đứng yên trên đỉnh vách núi, dời Giang Nhã Trúc, thì chàng mới từ từ đến sát mé núi, hít lấy không khí, nạp vào đan điền rồi vút người bắn lên. Nhưng không giống như Giang Nhã Trúc và Hà Thế Ngọc, Từ Bố Châu thân hình lên thẳng thay vì đạp chân vào cán tiểu phi đao, trái lại chàng dùng tay chộp vào cán phi đao rồi cứ đó mà làm điểm tựa, thân hình lại vọt lên. Nhưng khi thân hình vọt lên tức thì ngọn tiểu phi đao đã được chàng rút ra khỏi vách đá, trong khi thân hình vẫn nhẹ nhàng tiếp tục vọt lên trên. Cứ như thế thì chỉ trong thoáng chốc, Từ Bửu Châu cũng đã đứng trên vách núi đá dựng. Trong hai tay của chàng là những ngọn tiểu phi đao mà Nhã Trúc đã phóng ra. Công phu vừa lên vừa phóng tiểu phi đao không phải dễ, mà vừa lên vừa rút ra cũng không phải dễ. Từ Bố Châu cũng đã thi triển một công phu độc đáo trong Liên Hoa Bí Kiếp mà chàng đã tham khảo. Vừa trao nắm tiểu phi đao cho Giang Nhã Trúc, chàng vừa nói, Giang đệ hãy cất những ngọn tiểu phi đao này, ắt có ngày phải sử dụng đến. Giang Nhã Trúc liền nhận lấy tiểu phi đao mà đôi mắt đẹp của chàng cứ nhìn Từ Bửu Châu như cảm phục. Chàng liền nói với Từ Bửu Châu, công phu của huynh ngày nay vô cùng tuyệt đẹp. Từ Bửu Châu lắc đầu mỉm cười, nhưng so với Giang đệ, Ngô huynh vẫn còn kém một bậc. Hà Thế Ngọc lập tức chen lời, đại huynh, nhị huynh đều vượt bậc công phu, chỉ có Ngô đệ là lười luyện tập. Chắc có ngày bị sư phụ nổi cuồng đánh cho một trận quá. Cả ba đều phì cười thân mật. Giang Nhã Trúc liền quay chỉ về hướng phía sau, ở rừng cây chừng non 10 trượng. Không xa lắm, già nói, vượt khỏi lớp cây rừng này là cơ sở của chúng, nhưng hãy coi chừng. Những đám hoa sặc sỡ muôn màu và hương thơm bát ngát đó chính là điểm thật là nguy hiểm. Hà Thế Ngọc hỏi ngay, tại sao vậy? Giang Nhã Trúc nhẹ nhàng đáp, những thảm hoa đó có tên là lạc hồn hoa. Nếu ai ngửi phải hương hoa đó, tức thì độc hương xâm nhập ngay vào tĩnh mạch, làm cho con người không tự chủ được, giống như là một kẻ mất hồn sau khi qua một cơn mê thiếp đi. Từ Bố Châu cẩn thận hỏi, những thảm hoa ở có rộng lắm không? Không. Từ Bố Châu hỏi, hương thơm của chúng tỏa rộng trong phạm vi bao nhiêu? Giang Nhã Trúc hơi suy nghĩ rồi đáp, độ 10 trượng. Từ Bố Châu gật đầu nói, thế thì không khó khăn, chúng ta chỉ ngưng hô hấp thoát qua vùng ấy dễ dàng. Giang Nhã Trúc gật đầu nói, việc băng qua dùng qua độc đó không khó, song nếu không biết trước để phòng ngờ thì vô tình ngửi phải hương qua đó tức thì. Chàng chưa kịp dứt câu thì Hà Thế Ngọc đã chặn lời, thì giao mạng cho lạc hồn động chủ. Cả ba đều phì cười. Từ Bố Châu bước tới nói, vậy chúng ta hãy cùng xâm nhập. Cả ba cẩn thận bước xuyên qua lớp cây cao thì đã thấy mấy dãy nhà cửa của lạc hồn động hiện ra trước mặt.
Cả ba dùng thuật khinh công thượng thẳng thoát đi như một vệt khói. Được một khoảng nữa thì có những thảm hoa được trồng trong vùng dơi muôn dạng sắc thấm. Cả ba đều biết đây là lạc hồn hoa, cho nên đều ngưng tụ bài vút qua dùng hoa và không ai nói với ai nữa lời. Mà họ cũng không gặp một nhân vật nào của lạc hồn động phát giác hay ngăn cản gì cả. Qua hết phạm vi ảnh hưởng của hoa độc thì Giang Nhã Trúc mời cất tiếng nói: "Bắt đầu từ chỗ này chúng ta có thể gặp địch nhân." Vừa lúc đó thì ba bóng đen từ trong phóng ra chặn ngay bọn Từ Bửu Châu lại. Biết ngay là môn hạ của lạc hồn động nên không để cho ba tên này lên tiếng, nhanh như chớp ba huynh đệ Từ Bửu Châu liền xuất những tuyệt chiêu sát thủ tấn công. Chỉ nghe mấy tiếng rên ư ử trong cổ họng là ba chiếc bóng đen đã trở thành ba cái xác không hồn, nằm im lìm trong mấy góc tòng tùm đó. Hạ nhanh chóng ba tên môn hạ của lạc hồn động, Từ Bửu Châu ra hiệu cho cả ba cùng tiến tới dãy nhà gần đó. Nhưng họ chưa tiến được xa thì đã có sáu bóng người tay cầm vũ khí sáng chói phóng ra. Sáu tên này thân pháp quá nhanh, vừa chạy tới không khỏi một lời nào, liền trong một lúc sáu cánh tay vung lên nhằm vào ba người ở trong bọn Giang Nhã Trúc. Một loạt ám khí thoát ra chộp vào ba chàng thiếu niên. Nhưng cùng một lúc ba chàng thiếu niên này, bốn người lộn trên không trung để tránh ám khí, đồng thời mỗi người chộp lấy hai cái ám khí của đối phương và nhanh như chớp bọn họ hạ người xuống, là những ám khí kia chụp được liền phóng mạnh nhằm vào các tử huyệt của sáu tên này. Sáu ám khí của Từ Bửu Châu, Giang Nhã Trúc và Hà Thế Ngọc bay đi quá nhanh chóng, nhanh đến nỗi sáu tên này còn trong giây phút sững sờ thì ám khí của chính họ đã ghim ngay vào đạo huyệt của bọn họ một cách chính xác. Phịch phịch phịch. Mấy cái xác từ từ gục xuống trên mặt đất không kịp la lên một tiếng nào. Sở dĩ bọn Giang Nhã Trúc phải hành động như vậy vì bọn họ biết rằng còn một lực lượng hùng mạnh sẽ giao đấu với họ trong giây phút nữa đây. Cho nên họ buộc lòng phải dùng tuyệt nghệ công phu để cho mấy tên môn hạ này không thể báo động, để cho họ nắm được yếu tố bất ngờ dễ dàng khống chế đối phương. Sau khi dặn dò vài câu để cho mọi người chia ra mỗi phía để tấn công, Từ Bửu Châu nhấn mạnh: "Nhớ là đừng để cho bọn chúng kịp thiết lập trận đồ, với bọn ma đầu này gặp là hạ thủ ngay." Hà Thế Ngọc và Giang Nhã Trúc gật đầu rồi chia ra hai hướng tả hữu để lao đi. Hà Thế Ngọc đi được một đoạn định đánh bọc lại cửa chính diện, nhưng chàng chẳng gặp một tay cao thủ nào mà chỉ gặp những tên canh tầm thường. Không để cho chúng kịp báo động, Hà Thế Ngọc vừa phất tay thì bọn chúng không còn kêu la được nữa. Vừa lúc đó có một toán người từ xa đẩy chiếc xe cây đi lại. Hà Thế Ngọc vội dẹp những thây ma và phóng vút lên một cây tùng để quan sát. Nhóm người đẩy xe cây tới trước một căn nhà kiến trúc thật là tinh vi. Chung quanh nhà có trồng những hàng cây theo thứ tự. Hà Thế Ngọc nhìn kỹ trong bọn người đó có bốn tên lục y thư sinh vận võ y. Còn những tên kia có lẽ là những tay quả đầu vụ của lạc hồn động. Vừa tới trước nhà, tên lục y trong bọn nói: "Chúng ta dẫn đường, mấy người phải theo sát, chứ đứng đi sai đường thì ráng chịu đó nha." Biết ngôi nhà này có bố trí trận đồ, Hà Thế Ngọc vội leo lên đọt cây cao nhìn nhóm người theo lối đi vào nhà. Những đường đi nước bước của bọn chúng không thoát qua được cặp nhẫn quan sắc bén của Hà Thế Ngọc. Chàng chú tâm ghi vào trong tâm trí thật kỹ. Khi bọn chúng vừa vào đến cửa của gian nhà thì bên trong một tên lục y dường như là môn hạ canh gác vội mở cửa ra. Những tên đẩy xe vội vào bưng những cái bao ra, có lẽ là lương thực và những hũ rượu cùng những đùi thịt rừng ướp khô chất ra xe. Biết đây là ngôi nhà chứa lương thực của lạc hồn động, Hà Thế Ngọc thích chí vô cùng. Chàng lẩm bẩm: "Thiếu gia cho bọn mì đói một phen." Và chàng nhảy xuống khỏi ngọn tùng theo lối đi của bọn chúng để tiến vào bên trong. Vừa lúc đó thì bốn tên lục y và chiếc xe cũng đã tiến ra ngoài. Hà Thế Ngọc nép vào một bụi cây chờ đợi. Chúng vừa đến gần Hà Thế Ngọc, vội
đứng lên khiến cho bọn chúng hoảng hốt đứng sững lại. Không đợi cho bọn chúng kịp mở lời, Hà Thế Ngọc vừa nói: "Thiếu gia sẽ quá kiếp cho các người." Vừa nói chàng xuất ngay phá thiên chưởng tống vào bọn người đẩy xe. Bọn chúng ngã gục xuống, máu phun ra cả một khoảng đất, chết không kịp la tiếng nào. Bọn lục y thấy chàng chỉ là một tên thư sinh nên chẳng thèm gọi tiếp viện. Chúng nhảy vào đồng loạt dùng chưởng tấn công Hà Thế Ngọc tới tấp. Hà Thế Ngọc cười khải một tiếng. Chàng nhảy nhót một hồi, bốn tên lục y chỉ kịp rú lên mấy tiếng đau đớn rồi gục xuống. Bên trong tên lục y canh gác nghe động liền ra hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Hà Thế Ngọc đáp nhanh: "Chiếc xe bị gãy không sao đâu." Vừa đáp, chàng vừa dùng ảo dân bộ lướt nhanh tới như là một bóng ma. Và tên lục y vừa phát giác sự hiện diện của chàng cũng vừa lúc hứng trọn một đạo kình phong vào ngực, chết không kịp la lên một tiếng nào cả. Hạ xong tên cuối cùng, Hà Thế Ngọc chẳng dám chậm trễ, vội tiến vào bên trong. Trong nhà lương thực chất cao ngất đến nóc nhà, những thùng nho táo tươi thơm ngát. Hà Thế Ngọc nhóm người lên trên những vật đó, rồi chàng tìm những thùng dầu thông đổ quanh nhà. Mọi việc đã xong xuôi, Thế Ngọc bật lửa đốt một nắm vải rách ném vào phòng rồi theo lối cũ tiến ra. Hà Thế Ngọc không vội đi, chàng nấp vào một nơi kín đáo để chặn những tên mang dập tắt quả hoạn. Khói lửa bắt đầu bốc lên cao, Hà Thế Ngọc buông chuỗi cười lanh lảnh rồi lao đi như chớp. Tiếng báo động vang trời, những nhóm người trên đường đi gặp tiểu cuồng Hà Thế Ngọc đều bị gục chết như rạ. Khói lửa bốc cao lên, tiếng la hét vang dội cả lạc hồn động, một cánh tay đắc lực của Liên Hoa Cung. Riêng Giang Nhã Trúc theo mé tả lần đi, chàng tới một ngôi nhà thật lộng lẫy, bên trong tiếng đàn hát dịu dặt vọng ra. Một làn hương thơm ngát cả một vùng, chàng không dám hít hơi, Nhã Trúc nín thở phóng dút lên nóc sảnh một cách nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Vừa tìm được một nơi kín đáo, Giang Nhã Trúc gỡ nhẹ những miếng ngói để nhìn xuống. Những đàn nhạc điểm mà chàng trông thấy đầu tiên khi nhìn xuống căn phòng lộng lẫy, những ánh đèn một đoàn vũ công mặc xiêm y mỏng dính để lộ những đường cong nét đẹp của những giai nhân đang uốn khúc theo điệu vũ khiêu gợi. Điểm làm cho Giang Nhã Trúc nóng bừng cả mặt mũi, trên chiếc rập chạm trổ tinh vi, một lão nhân râu chấm ngực đang tựa đầu trên đùi của một cô gái tuổi còn xuân. Nét mặt của cô gái này tuy cố tạo vẻ tươi vui, song không giấu được nỗi u buồn trong đôi mắt còn xanh. Quanh lão những cô gái mặt mày son phấn, chỉ giận chiếc quần hồng trệ quá rúng, nửa thân trên để trắng, lồ lộ đôi tuyết lê trắng nõn căn phòng. Lão già kia chẳng ai khác hơn, chính là động chủ Đàm Thái Hoàng. Giang Nhã Trúc tức giận nhủ thầm: "Lão tặc chết đến nơi còn mê tửu sắc." Lời nói vừa dứt, chàng vội đáp xuống trước cửa sảnh đường như một cánh én mùa xuân, lướt ngay vào phòng như một bóng ma, khiến cho chẳng ai kịp trông thấy. Chàng trai tuấn tú oai nghi sừng sững xuất hiện giữa phòng, khiến cho các vũ công phải ngừng tay múa chiêm ngưỡng. Những thiếu nữ ngồi quanh lão động chủ Đàm Thái Hoàng cũng sửng sốt ồ lên một tiếng. Động chủ Đàm Thái Hoàng vội ngồi bật dậy, đôi mắt lộ tia sát khí đằng đằng và quát: "Tiểu tử, mày tới đây làm gì?" Giang Nhã Trúc buông chuỗi cười lãnh lót rồi ngạo nghễ đáp: "Bổn thiếu gia tới đây để mượn đầu nhà ngươi đó. Lão có thấy là bổn thiếu gia tới đây như chốn không người, chẳng ai dám ra mặt hỏi han sao?" Lão động chủ giận rung lên, khi những vũ công đã nép vào vách tường, lão hét lên một tiếng như hổ gầm rồi phóng lại xuất chưởng áp đảo Giang Nhã Trúc tới tấp. Giang Nhã Trúc vừa đỡ vừa lôi vào cửa để rộng rãi trong lúc giao đấu. Khi cả hai người đã thoát ra khỏi phòng chật chội, Giang Nhã Trúc mới quát lên: "Hãy đón chưởng của thiếu gia." Tức thì chàng phát ra song chưởng Chu Lục Ảnh Điện ra tấn công vào lão động chủ. Vì quá xem thường chàng trai nên lão suýt bị mất mạng bởi luồng ảnh quang màu lục của chàng ta. Lão phải lộn ngược ra sau gần hai trượng mới thoát ngay, nhưng vẫn sửng sốt trong vài giây phút mới lấy lại được bình tĩnh. Lão chẳng dám khinh địch, vội vận công
một cách toàn lực ra đối phó với chàng trai. Vì trong lúc đó, Từ Bửu Châu đang giao đấu ác liệt với các cao thủ vận lục y của Lạc Hồn Động Chủ Đàm Thái Hoàng. Bọn chúng gặp Từ Bửu Châu thì đừng hòng lập trận thế để dây khốn chàng. Sát người ngã gục la liệt khắp nơi, nhưng hết tớp này lại có tớp khác tràn lên như kiến. Đến lúc bọn chúng phát giác ra kho lương thực bị bốc cháy, định chia lực lượng đi tiếp cứu thì Hà Thế Ngọc đã đứng sững hiện ra như một vị hung thần cản lối. Chàng nói lớn, Từ huynh có đệ đến tiếp đây. Vừa nói thân ảnh của chàng như một chiếc bóng lăn vào đấu trường, song thủ vũ lộng ào ào. Những tiếng rú, tiếng kêu thảm thiết vang lên cả một góc trời. Chỉ trong khoảnh khắc giữa đấu trường chỉ còn lại hai người đứng sừng sững oai nghi. Bộ bạch y của Từ Bửu Châu nhuộm đầy máu của kẻ ác gian, nhưng nét mặt của chàng vẫn còn lộ sát khí đằng đằng. Hà Thế Ngọc song thủ đầy máu đỏ, nhìn Từ Bửu Châu chàng khẽ nói, chúng ta đi trợ giúp nhị huynh Giang Nhã Trúc. Bửu Châu gật đầu lướt thân người trên xác người, rồi lao về phía tả của Lạc Hồn Động. Lão động chủ khi vừa thấy hai chàng xuất hiện, võ y nhuộm đầy máu đỏ và không có một môn hạ nào của lão đuổi theo, thì biết là bọn chúng đã bị chết. Lão hốt hoảng định phóng đi, nhưng Từ Bửu Châu đã cản lối và gằn giọng nói, Đàm Thái Hoàng, mi chạy đâu cho thoát. Rồi chàng nhìn lão với đôi mắt căm hờn tức giận. Từ Bửu Châu lại nói, nhị đệ hãy nhường cho Ngô huynh các thủ cấp lão họ Đàm để rửa hờn cho thảm sát Từ gia. Giang Nhã Trúc nhìn chàng triều mến gật đầu. Trong lúc lão động chủ kinh ngạc nhìn Từ Bửu Châu, tiểu tử mi là gì của Từ gia trang mà lại giữa cù báo quán ở đây chứ? Bỗng nhiên vừa lúc đó một bóng người xuất hiện vừa đến. Hắn ta đã lên tiếng nói, Châu Nhi hãy giết nó trả thù cho những người Từ gia trang đã chết bởi tay của hắn. Lão động chủ ngạc nhiên hỏi, Hà Quảng Lưu mi nói? Hà Quảng Lưu không chút sợ sệt nói, ta nói đã tới lúc điệt nhi của ta, hiếu tử của minh chủ Từ Mộng Nam sẽ lấy đầu người để rửa thù cho những người vô tội do tai mi gây ra. Động chủ rít lên, không ngờ bấy lâu nay ta nuôi ông tài áo, trước khi ta chết mi cũng phải náp thầy ta mới an lòng. Lời nói vừa dứt, lão vừa tung song chưởng tấn công Hà Quảng Lưu như vũ bão. Hà Thế Ngọc hét to, chàng dẫn 10 thành công lực tung ra phá thiên chưởng chộp tới, miệng hét lớn, đại sư bá đừng lo. Hai luồng chưởng lực chạm vào nhau như sấm sét. Đàm Thái Hoàng lui về phía sau 3 bước, trong khi đó thì Hà Thế Ngọc vẫn đứng yên tươi cười như chẳng có gì xảy ra. Từ Bửu Châu bước tới 3 bước lạnh lùng nói, ma đầu sao không chịu đền mạng? Lời nói của chàng lạnh lùng sang sảng làm cho Đàm Thái Hoàng lạnh cả châu thân. Song chưởng của lão vận công hùm sẵn. Từ Bố Châu cười gằn, âm thầm đẩy ra một chiêu âm phong chưởng, đồng thời tay hữu tung ra chiêu ngọc thủ phong vân. Hai chiêu của chàng như đùa cợt trước sát của lão Đàm Thái Hoàng. Lão vừa chống đỡ vừa lo sợ trong lòng. Trận đấu vẫn sôi nổi, Từ Bố Châu bật cười lớn, âm thanh sang sảng chiêu thức của chàng bỗng tỏa ra bãi vì sao xẹt, xẹt ngang qua cổ của lão động chủ Đàm Thái Hoàng. Chỉ nghe lão ằn ạc lên mấy tiếng, chiếc đầu đã lìa khỏi cổ bắn tung vào bức vách dở sọ. Giang Nhã Trúc bước lại gần dịu giọng nói, tiểu đệ mừng đại huynh đã hạ sát thêm một kẻ thù. Bửu Châu cảm động nói, cảm ơn nhị đệ. Trong lúc đó, lão hán Hà Quảng Lưu đã khoác vai Hà Thế Ngọc và nói với Từ Bửu Châu, chúng ta hãy tha cho những cô gái trong nhà kia được trở về quê để sinh sống và đốt tan Lạc Hồn Động này đi. Từ Bố Châu gật đầu. Giang Nhã Trúc đã bước nhanh vào nhà và nói, quý cô nương hãy tìm gom góp vàng bạc để rời khỏi nơi đây về quê sinh sống, chớ nên trở lại con đường hư hỏng này nữa. Một người ở trong bọn cất giọng cảm động nói, thưa thiếu hiệp, chúng tôi là những kẻ bị bắt về đây chứ không phải đi hầu hạ hắn. Giang Nhã Trúc nói, giờ kẻ ác đã đền tội, các cô yên tâm ra đi. Vừa lúc ấy thì lão hán Hà Quảng Lương cũng đã ôm tới một túi tiền vàng phân phát đều cho mọi người rồi nói, hãy mau đưa nhau rời khỏi nơi đây nhanh lên.
Những thiếu nữ chẳng dám chậm trễ, cúi đầu tạ ơn mọi người rồi dắt nhau chạy nhanh ra ngoài. Hà Quảng Lưu liền nói với Từ Bửu Châu: "Ngày nào còn định đi đánh Liên Hoa Cung đây?" Từ Bửu Châu đáp: "Trong vòng thập nhật, Điệt Nhi sẽ phá tan sào huyệt của kẻ tử thù." Lão gật đầu: "Con hãy về đi, ta sẽ đến U Hồn Động cho nhị thúc của con biết, để đến ngày đó cùng nhau tiến đến ứng phó." Vừa nói lão vừa ra đi mất dạng. Từ Bố Châu và tất cả mọi người liền nổi lửa đốt rụi Lạc Hồn Động của Liên Hoa Cung. Nhìn ngọn lửa bốc cao, mọi người mới nắm tay nhau rời dùng hỏa quạng để trở về cái bang hoạch định chương trình tấn công Liên Hoa Cung. Trên một con đường mòn, ba bóng người dùng dục lao đi như ba chiếc bóng, khiến những người khách bộ hành nhìn theo cũng phải lắc đầu le lưỡi và nể sợ. Những biến động liên tiếp của bọn Từ Bửu Châu đã gây ra một niềm tin cho những danh môn chính phái. Cái lo lắng xa xôi của họ như được cởi mở, và họ cũng muốn góp ý xây đắp cho môn phái, liên lạc cùng với ban chủ cái bang Từ Bửu Châu để cùng hoạch định những phương cách đối phó với bọn Liên Hoa Cung, cái họa chung của giới võ lâm. Nhưng chính những tài cao thủ này đâu có biết rằng nỗi trở ngại lớn lao Từ Bửu Châu không phải là tài ba của từng cá nhân của Liên Hoa Cung, mà cũng chính là những trận đồ án ngữ và những phòng ngữ do ma cung ấy gây nên. Chính vì vấn đề này mà bọn Từ Bửu Châu đã mất bao công phu để tìm cho bằng được lão Mục Khải và bí quyết của ông ta. Nhưng rồi lão Mục Khải cũng đã lọt vào tay của Liên Hoa Cung. Tuy nhiên bọn người Từ Bửu Châu cũng được may mắn là lấy được bí quyết phá trận đồ mà giờ đây nàng Lý Tiểu Loan đang tham khảo miệt mài. Rồi thời gian cũng trôi qua, những kế hoạch liên hiệp tấn công Liên Hoa Cung giữa bọn Từ Bửu Châu và cái bang cùng với các chính phái cũng đã được xếp đặt xong xuôi. Và điều quan trọng nhất là việc nàng Lý Tiểu Loan đã chấm dứt những ngày miệt mài tham luyện bí quyết phá trận đồ, gây thêm niềm tin tưởng cho bọn Từ Bửu Châu. Khi nàng Lý Tiểu Loan đã cho biết nàng đã thấu triệt mọi bí quyết và quyền bí của sư phụ của nàng ghi chép lại, với một mối sư thù nên nàng quyết tâm đặt để mọi trí óc và mọi nghị lực để tìm hiểu thông suốt lý lẽ quyền diệu của trận đồ, và hẹn với lòng sẽ cứu cho bằng được sư phụ của nàng ra khỏi móng vuốt của bọn người Liên Hoa Cung, để cho tròn nghĩa ân sư, đồng thời dẹp đi bớt mối lo cho võ lâm. Cũng may mắn cho bọn Từ Bửu Châu là sau khi họ tiêu diệt một chi nhánh đắc lực của Liên Hoa Cung và Lạc Hồn Động để trở lại tổng đàn cái bang, thì cũng là lúc nàng Lý Tiểu Loan thành công viên mãn. Thế là họ không bỏ lỡ cơ hội, liền mang mọi lực lượng quyết phá quỷ xào huyệt của cung ma. Liên Hoa Cung giờ đây là mục tiêu bất khả xâm phạm, một vùng tử địa của danh môn chính phái, và cũng là một ma cung đã từng làm điêu đứng bao danh tài cao thủ của Hắc Bạch Lưỡng Đạo đã bị Liên Hoa Cung mưu hại. Vào một buổi sáng tinh sương, khi những tia nắng đầu tiên của mặt trời le lói từ phương đông xuyên qua muôn ngàn hoa lá của cánh rừng già chạy dài dặc, và chính sơn thủy này cũng đã đang có xào huyệt thật quyền bí, đó là Liên Hoa Cung. Ở dưới chân núi đã có nhiều bóng người lố nhố. Họ là ai? Không ai điên rồ gì du ngoạn nơi địa phận của ma đầu, mà chính là chàng thiếu niên bang chủ cái bang Từ Bửu Châu cùng với hai người huynh đệ kết nghĩa và toàn những cao thủ của cái bang các môn chính phái quyết cùng truy tìm để sinh tử với Liên Hoa Cung. Tuy là đất cấm của Liên Hoa Cung, nhưng sự thật Từ Bửu Châu đã từng ác đấu cùng môn hạ cao thủ Liên Hoa Cung tại Bách Hòa Điện. Nhưng những lần trước ấy, họ phải bất lực trước những trận đồ kỳ diệu án ngữ bảo vệ cho Bách Hòa Điện. Mà vì Bách Hòa Điện là ải thứ nhất gìn giữ cho Liên Hoa Cung, nên nếu không phá được ải này thì làm sao xâm nhập vào được Liên Hoa Cung. Nhưng dù sao họ cũng đã quen qua những địa thế quanh vùng xào huyệt của đối phương. Vừa đến chân núi, bọn Từ Bửu Châu y theo kế hoạch đã định sẵn để phân chia các lực lượng
tấn công vòng ngoài của Bách Hoa Điện. Trong khi chờ đợi mũi dùi tiền phong phá tan các trận đồ để mở đường cho lực lượng xông vào. Mọi bố trí xong xuôi, từ Bửu Châu, Giang Nhã Trúc, Hà Thế Ngọc và một số cao thủ cái bang cùng theo Lý Tiểu Loan để nàng này quan sát tìm cách phá trận đồ. Khi đi trên lưng chừng núi thì đã thấy trước mặt một vùng đất bao la bằng phẳng. Từ Bửu Châu liền nói với Lý Tiểu Loan: nơi đây là phạm vi của bọn Liên Hoa Cung canh giữ, và tuy biết rằng vùng trước mặt là nơi tọa lạc Liên Hoa Cung, nhưng những trận đồ lợi hại đã che khuất còn cung ma trong tầm mắt của chúng ta. Chàng ngừng lại một chốc rồi nói tiếp: nếu chúng ta có giao thủ với bọn chúng nơi này thì đến lúc thua bọn chúng liền đào tẩu vào trận thế để được che chở, mà chúng ta không xâm nhập được. Cũng vì vậy mà phải nhờ Lý cô nương giải phá các then chốt ấy. Lý Tiểu Loan đưa ánh mắt xa xa rồi nói: hình như bọn chúng đã sử dụng đến nhiều lớp trận đồ để phòng ngự. Nhưng nàng chưa nói dứt thì từ xa có tiếng hú vọng lại, nên từ Bửu Châu liền lên tiếng nói: có lẽ môn hạ của Liên Hoa Cung đã đến. Lời của chàng vừa dứt, tức thì đã thấy 6 bóng người lao vút đến, rồi tiếp theo là một bọn gần 20 tên được trang bị vũ khí cùng chạy tới. Từ Bửu Châu thấy 6 người tới trước liền cất tiếng hỏi: ồ, thập nhị sứ giả đã vong mạng một tên rồi, sao giờ đây còn 6 mạng, hay là cũng chầu Diêm Vương rồi? Một tên sứ giả nạt lớn: không cần đa ngôn giả hoạt, hãy nghe bổn thập sứ giả lên tiếng hỏi đây. Hà Thế Ngọc nóng nảy bước lên rồi nạt lớn: ông sứ giả thứ 10 còn lưu luyến điều gì ở trần thế, cứ việc tâm sự trình bày, chứ xuống chầu Diêm Vương mà lòng thắc mắc thì không sao nói được nữa đâu nha. Tên sứ giả này gằn giọng: bổn sứ giả Bá Dương Hiệp này, cho người hết khô môi múa mép rồi ta sẽ khóa miệng người lại vĩnh viễn không có nơi để nói chuyện nữa đâu. Hà Thế Ngọc tức giận định nói nữa, nhưng từ Bửu Châu đã chặn ngay, nói với tên thập sứ Dương Bá Hiệp: ta không hẹp hòi gì, ngươi cứ nói đi. Thập sứ giả Dương Bá Hiệp hầm hầm: điện chủ Bá Hoa Điện Lý Triển Phi có lời muốn nhắc đến các người. Từ Bửu Châu ngạc nhiên hỏi lại: với ta sao? Thập sứ giả Dương Bá Hiệp vừa gật đầu vừa đáp: đúng vậy. Từ Bửu Châu nhíu mày hỏi tiếp: nàng ấy muốn nói gì? Thập sứ giả Dương Bá Hiệp đưa ánh mắt cứu võ liếc nhìn vào phe đối phương rồi nói: điện chủ bảo rằng nếu các ngươi muốn toàn thây thì hãy bỏ ý định điên rồ là bước vào Liên Hoa Cung, mà hãy cút đi cho sớm. Từ Bửu Châu nghe vậy bỗng cất tiếng cười ngạo mạn chát chúa, mỗi lúc một cao, làm chấn động cả một vùng, và cả đến những kẻ hiện diện cũng phải kinh hồn. Chợt chàng ngừng bặt, nhìn chăm chăm vào mặt tên thập sứ giả Dương Bá Hiệp, chàng gằn giọng nói: có phải bọn chúng bay dựa vào các trận đồ án ngữ để trốn chui trốn nhủi ở trong đó không? Rồi chàng nhếch mép tiếp: nhưng hôm nay chúng ta đã không cho bọn chúng bay trốn nữa, dầu là dưới ngọn cỏ đống cát chúng ta cũng xách cổ từng tên để trị tội. Tên sứ giả Dương Bá Hiệp quát: chó con đừng phách lối. Từ Bửu Châu hừ một tiếng quát: nếu bọn người không tin thì lập tức chạy trốn vào trận đồ xem có thoát khỏi tay ta không. Tên sứ giả thứ 10 trong thập nhị sứ giả Liên Hoa Cung là Dương Hiệp quá tức giận liền quát: hãy đỡ. Cùng lời nói là song chưởng tuôn ra như ngọn thác tháp ập ngay vào người của Từ Bửu Châu. Từ Bửu Châu cũng không dám chậm trễ, liền dương song chưởng lên ứng phó. Bùng! Hai luồng chưởng phong chạm vào nhau gây nên một tiếng nổ, mở đầu cho cuộc quyết chiến. Từ Bố Châu vẫn ung dung tại vị, còn Dương Bá Hiệp lại chấn lùi 3 bước. Lập tức tên sứ giả này liền ra hiệu cho đồng bọn và quát lớn: hãy tiến lên! Tức thì 5 sứ giả còn lại và hơn mấy mươi tên môn hạ Liên Hoa Cung đều ào ào tiến lên, rồi hỗn chiến với bọn Từ Bửu Châu. Riêng nàng Lý Tiểu Loan vẫn ung dung, và nàng liền phóng mình lên một cây đại thụ, đưa mắt quan sát trong vùng rừng cây ở trước mặt, không cần lưu ý đến trận chiến đang khốc liệt ở bên dưới. Mới qua một chốc mà đã có hơn 5-6 tên môn hạ Liên Hoa Cung sau những tiếng la thất thanh đau đớn đã bỏ lại xác máu me trên vùng chiến bởi những cao thủ của cái bang.
Riêng bọn sáu tên sứ giả đấu với ba huynh đệ của họ Từ cũng đã yếu thế. Hai tên đã bị chưởng phong của Hà Thế Ngọc và Từ Bửu Châu đánh bật lùi, miệng phun máu, và một tên bị Gian Nhã Trúc loại khỏi vòng chiến. Thấy sự thất bại đã gần kề, nên tên sứ giả Dương Bá Hiệp liền hét lên: "Nhập trận!" Tức thì bọn chúng mỗi tên tung toàn lực lượng ra những đòn liều lĩnh để ngăn cản đối phương, và lập tức chúng liền phóng mình lẫn vào trong cánh rừng sau lưng của chúng. Các cao thủ của cái bang định phóng người theo, nhưng Từ Bửu Châu đã quát lớn nói: "Ngừng lại!" Lệnh của bang chủ cái bang đưa ra, tức thì các đệ tử cái bang dừng lại, không dám truy đuổi theo đối phương nữa. Từ Bửu Châu nhìn họ ôn tồn và nói: "Rừng cây trước mặt chúng ta là một trận đồ không phải dễ dàng xâm nhập. Chúng ta phải thận trọng mới khỏi bị lọt vào cạm bẫy của địch nhân." Những tên đệ tử đồng hô lớn: "Xin tuân lệnh bang chủ." Vừa lúc đó thì Lý Tiểu Loan đã từ ở trên ngọn cổ thụ xà người xuống trước mặt mọi người một cách nhẹ nhàng. Nét mặt đăm chiêu hiện trên khuôn mặt diễm kiều. Nàng nhìn mọi người và nói: "Tất cả những trận đồ nơi đây đã được sửa đổi và phức tạp hơn trước." Giang Nhã Trúc lên tiếng nói: "Loan muội, em thấy khó khăn lắm sao?" Lý Tiểu Loan trầm ngâm một lúc và nói: "Mới nhìn qua thì thấy trận đồ bố trí thông thường, nhưng tiểu muội đã nghiên cứu qua. Những chủ nhân trận đồ ở đây đã đảo ngược và bài trí thêm một ít cạm bẫy nên có phần lợi hại hơn trước." Giang Nhã Trúc bước tới thân mật nói: "Loan muội, cố gắng lên. Hôm nay chúng ta quyết phá tan sầu huyệt của bọn ma cung. Muội ảo vọng thần tính của Võ Lâm vào tay, Ngô huynh và mọi người đặt hết hy vọng nơi Loan muội đó." Lý Tiểu Loan chớp mắt cảm động không nguôi. Đôi mắt của nàng xa xôi mơ hồ như đang suy nghĩ lung lắm. Mọi người đứng quanh hồi hộp chờ đợi. Giang Nhã Trúc và Từ Bửu Châu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tuyệt đẹp của thiếu nữ đang chăm chú nhìn vào rừng cây đến độ bất thần. Đột nhiên nàng nói lớn: "Chúng ta xông vào trận đi." Dứt lời, nàng liền tiến ngay vào khu rừng cây ở trước mặt. Những người hiện diện liền theo nàng sát gót. Tiểu Loan vừa bước vào trận liền án theo phương vị sinh tử âm dương để tìm lối vào. Nàng không nói một lời, cứ băng mình vào, quẹo trái, quẹo phải một đoạn, rồi bỗng hét lên: "Hãy xem đây!" Cùng với tiếng hét, song chưởng của nàng đẩy ra. Chưởng phong cuồn cuộn tuôn ra ập vào phía trái. Ào! Cây lá cuốn theo, bất chợt mấy cây đại thọ tróc gốc ngã ào xuống, đổ vào đoàn người ở phía sau. Họ hốt hoảng nên liền nhảy tránh, nhưng chính vào lúc này, một giọng cười quái gở vang dội từ trong trận đồ: "Các ngươi sẽ chết!" Thật thế, tiếng cười vừa dứt thì mọi cảnh vật ở trong rừng đã biến chuyển. Vì đã có nhiều người nhảy tránh cây ngã nên đã đạp nhầm cạm bẫy của trận đồ. Bây giờ trước mặt mọi người đều tối om, tuy rằng giờ này là giữa ban ngày. Lý Tiểu Loan biết đã xa vào cạm bẫy của địch nên nàng tức tối vô cùng, thầm lòng nói: "Nguy tai, quả thật là lợi hại." Chung quanh nàng giờ đây cũng không còn thấy một ai trong bọn nàng có phần hốt hoảng, vì chung quanh nàng giờ đây chỉ toàn là những hố vách dựng, mây mù từng đợt bay ra. Tiểu Loan liền nói lớn: "Tất cả hãy đứng im tại chỗ." Những người cùng bọn với nàng tuy không nhìn thấy nhau, song vẫn còn nghe được tiếng của nàng. Họ liền cất tiếng gọi vang dội, nhưng trái lại Lý Tiểu Loan không thể nào nghe được. Bỗng to tiếng của địch nhân nói vọng vào: "Các người không thể nào thoát khỏi nơi này đâu." Lý Tiểu Loan nghe âm thanh địch nhân vọng vào xong chưa thể phán xét được tiếng nói này phát xuất từ nơi nào. Nàng nhíu đôi mày liễu, lại lớn tiếng: "Người quá tự cao rồi." Tiếng địch nhân cười đáp: "Chính ngươi đang không có chỗ bước đi mà ngươi vẫn chưa phục hay sao?" Lý Tiểu Loan nghe âm thanh địch nhân trả lời thì nàng định tâm nghe ngóng thật kỹ càng để tìm ra phương vị của đối phương. Nàng lại nói thêm: "Trận đồ này có gì mà phải phục, chẳng qua ngươi ngụy trang trong âm dương đảo lộn, sinh tử môn biến dị nên ta sơ ý mà trận đồ của ngươi phát động chưa có tài cán gì đâu." Tiếng nói của người kia hơi khựng lại rồi lên tiếng mỉa mai:
ngươi đừng có ước đoán dọa dẫm vô ích, vì ta đã bảo là bọn ngươi có chắp cánh mà bay cũng không thoát ra được. Vừa lúc đó Lý Tiểu Loan hét lên một tiếng, xoay nhanh người về phía sau lưng của nàng, đồng thời đẩy ra song chưởng. Bùng! Tiếng chưởng phòng nổ lớn, chưa dứt âm thanh thì thân hình Lý Tiểu Loan lại xoay qua bên phải lướt tới 5 bước, đẩy ra một chưởng rồi 8 thành công lực. Tiếng nổ vang rền tiếp theo là một tiếng kêu thất thành, tiếng kêu nhỏ dần rồi mất hút. Cũng trong lúc đó cảnh vật của trận đồ liền biến chuyển tức thì, hành động quá nhanh chóng không ai thấy kịp. Hố sâu mây mù bóng tối đã không còn nữa. Khu rừng bây giờ lại hiện ra như cũ, tất cả mọi người lúc ấy giờ mới nhìn thấy nhau, mà trên nét mặt của họ còn hiện vẻ sửng sốt. Giang Nhã Trúc liền quay sang Lý Tiểu Loan nói, Loan muội đã cứu mọi người thoát nguy. Lý Tiểu Loan lắc đầu, chỉ tại ngu muội hành động nhầm, vì kế gian kẻ đã án trận này thật là xảo quyệt. Hà Thế Ngọc đứng cạnh cũng buộc lời hỏi, nhưng Loan cô nương vẫn thắng là nhất rồi. Từ Bửu Châu quay sang hỏi Lý Tiểu Loan, bây giờ chúng ta có thể tiến vào khu rừng này được chứ? Lý Tiểu Loan gật đầu đáp, được rồi. Thế là mọi người cùng tràn lên ào ạt băng qua khu rừng, giờ đây đã dễ dàng di chuyển. Giang Nhã Trúc đi cạnh Lý Tiểu Loan và cất tiếng hỏi, lúc này tại sao Loan muội đột nhiên tấn công song chưởng thì cảnh vật lại biến đổi nhanh thế? Lý Tiểu Loan hơi bẽn lẽn cười nhẹ đáp nhỏ, ngu muội lúc vào trận đã án đúng theo phương vị để tiến bước, và tất nhiên phải phá ngay vào chỗ cây cổ thụ án ngữ sinh môn để khai sinh môn mà thoát ra. Nàng ngưng một chốc liếc nhìn Giang Nhã Trúc rồi nói tiếp, không ngờ tới đó là kẻ bài trận đồ xảo quyệt, biến đổi tài tình, thay vào vị trí sinh môn là tử môn một cách hết sức khéo léo, nên ngu muội mới nhầm lẫn. Giang Nhã Trúc cười và nói tiếp, nhưng sao Loan muội nói khi chúng tôi nghe mà chúng tôi nói thì Loan muội không trả lời? Lý Tiểu Loan cười hồn nhiên nói, lúc ngu muội nói thì ngu muội vẫn án theo phương vị để âm thanh đến cho tất cả mọi người, trái lại quý vị nói không án theo phương vị nên ngu muội không nghe thấy được. Lúc này mọi người đã đi ra khỏi khu rừng, là trước mặt một vùng đất bằng như một thung lũng, mà đặc biệt đâu đâu cũng thấy hoa đua nở khoe sắc ngát hương. Hà Thế Ngọc hỏi Giang Nhã Trúc, nhị huynh, hoa này có độc không? Giang Nhã Trúc cười nhẹ đáp, không đâu, vì vùng này hoa nhiều và đẹp, cũng vì vậy ngôi điện ở trước mặt chúng ta là Bách Hoa Điện đó. Từ Bố Châu lại nói tiếp, có lẽ chúng ta đã sắp được tiếp đãi rồi. Lời nói vừa dứt thì một loạt người từ phía trong phóng ra, mà dẫn đầu là một nàng con gái tuyệt đẹp. Thân ảnh của nàng này vừa đứng cách bọn Từ Bửu Châu mấy trượng đã cất tiếng trong trẻo, Từ ban chủ, hôm nay đến Bách Hoa Điện của chúng tôi có việc gì vậy? Câu hỏi của nàng thật là bất ngờ, vì không tỏ vẻ giận dữ mà còn có ý ôn tồn. Từ Bửu Châu có vẻ ngập ngừng rồi đáp, Triển cô nương là điện chủ Bách Hoa Điện à? Tên thập tứ sứ giả Dương Bá Hiệp đứng sau lưng của nàng điện chủ liền đáp, bộ người không biết Bách Hoa Điện chủ Triển Lý Phi sao còn hỏi vậy? Hà Thế Ngọc liền xen lời nói với Dương Bá Hiệp, bọn sứ giả các ngươi đừng khua môi múa mỏ nữa. Dương Bá Hiệp tức giận nạt lại, lúc nãy nhường bọn ngươi chứ bây giờ đừng hòng thoát ra được khi các ngươi đã vượt qua rừng cấm. Hà Thế Ngọc nghe vậy vội cười ha hả rồi nói, đã là rừng cấm mà chúng ta vẫn qua được thì Bách Hoa Điện cũng sẽ bị phá hủy trong chốc lát nữa đây. Tên thập sứ giả Dương Bá Hiệp định đáp lời, nhưng nàng Triển Lý Phi đã bước lên một bước quát mắt và nói, nhị vị đến đây xâm nhập nơi này với dụng ý gì? Nàng không đợi cho bọn Từ Bửu Châu trả lời, cũng nói tiếp, Liên Hoa Cung là chỗ có vào chứ không có ra. Vì lúc nãy bổn điện chủ đã cho một tên sứ giả đi thông báo với quý vị rồi, mà giờ đây quý vị đã được qua khỏi rừng cấm, nhưng cũng có điều kiện chậm bước với một điều kiện. Bửu Châu nét mặt bình thản hỏi, Triển cô nương có cao kiến gì thì cứ nói, chúng tôi nghe được sẽ bàn định sau, còn không nghe được thì... Từ Bửu Châu ngừng lại tiếp lời ý của Triển Lý Phi
đã nhếch mép cười và hỏi chận: "Thì sao hả Từ ban chủ?" Từ Bố Châu nghe Triển Lý Phi châm biếm vẫn thản nhiên cười ha hả và tiếp: "Thì bọn ăn mài và quý bằng hữu tiền bối của chúng tôi sẽ sang bàn chỗ này." Lời nói của chàng tuy ôn hòa nhưng đầy cương quyết, làm cho nữ điện chủ Bá Hoa Điện Triển Lý Phi thật sự tức giận. Nàng cất tiếng lạnh lùng: "Vậy các người cứ hành động đi." Giang Nhã Trúc liền cất tiếng: "Ủa, lúc nãy nghe nữ điện chủ có ý định đưa điều kiện, sao lại đổi ý nhanh quá vậy? Thật là một con người..." Chàng chưa dứt lời thì Triển Lý Phi giận dữ hỏi: "Con người thế nào? Một con người phản trắc đó." Lời nói của Giang Nhã Trúc như một gáo nước lạnh phủ phàng đổ xuống mặt. Triển Lý Phi uất ức hét lớn: "Cho người chết!" Tức thì ngọc chưởng của nàng đã đẩy ra song song với ngọn thác ào ạt chụp vào Giang Nhã Trúc, như mang hết bao nhiêu cơn tức giận tuôn ra. Bùng! Giang Nhã Trúc liền đưa ra song chưởng để chống đỡ, nên gây lên một tiếng nổ như trời long đất lở. Cả hai đối thủ đều bị bắn lùi ra ba bước gườm nhau. Trong khi đó, từ trong Bá Hoa Điện đã có hơn 50-60 cao thủ môn hạ của Liên Hoa Cung ào ạt chạy theo tấn công vào đám cái bàn của bọn Từ Bửu Châu. Lần này tuy Từ Bửu Châu muốn đánh Liên Hoa Cung, song chỉ đem một ít cao thủ của cái bàn và những đại cao thủ, những vị trưởng lão, đường chủ đều lưu lại trấn giữ tổng đàn cái bàn, sợ e có điều gì sơ sẩy nguy hại cho các đệ tử cái bàn, như đã có lần cái bàn gặp họa. Chính vì như thế mà gặp lực lượng đông đảo của Liên Hoa Cung, các đệ tử cái bàn cũng phải núng thế.